Vâng, các bạn vừa nghe bài hát Nói Làm Sao Hết, sáng tác của Tăng Nhật Tuệ do mình thể hiện. Và rất cảm ơn bạn cameraman Mel Prince. Vâng, và đồng hành với tôi đó là bạn đánh organ cho mình, đó là bạn Dương Bình. Rất cảm ơn các bạn. Bye bye.